phối hợp hoạt động. Và đã thiết bị này hoạt động như sau: đưa lại gần tàu ngầm, sau đó nước được hút ra qua một khoang đặc biệt, các cửa của tàu được mở và mỗi lần thiết bị này cứu được 20 người. Tuy nhiên thiết bị này thường chỉ hoạt động ở độ sâu 70m nên lần này độ sâu 100m đối với nó là khó khăn. Không hiểu vì nguyên nhân gì, vị trí bí hiểm của hay một điều gì đó mà thiết bị lặn này không thể chạm được vào tàu. Kẻ thù của những người cứu hộ hiện nay như là này các thợ lặn sẽ có thể hoạt động tự do hoặc cũng dùng phao này gắn vào đuôi tàu, tự động nâng dần thẳng đứng. Trong trường hợp đó, cửa thoát hiểm sẽ nằm trên mặt nước. Ở cửa chỉ huy của lực lượng hải quân Nga, các đề xuất đang được thảo luận sôi nổi, kể cả những đề xuất khó tin nhất, nhưng thời gian để suy nghĩ ngày càng ít. Đã bắt đầu chuyến công du Nam Á với điểm dừng chân đầu tiên là Dhaka, thủ đô của Bangladesh. Theo kế hoạch, Thủ tướng Modi đã hôm qua đấu tập kinh tế, thương mại và đầu tư. Sau đó, quay trở lại giải Hoàng Anh bằng một trận đấu đầy ấn tượng. Andy Hunt mở tỷ số 1-0 sau khi lừa qua tới 3 hậu vệ đối phương. Từ cú sút của John Robinson, bóng chạm chân Weaver đưa tỷ số lên 2-0 cho Charlton Athletic. Trong 10 phút cuối cùng, Kinsella sút bóng hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0 và